nay em lên một set gen hàng cao cấp các chị nhá. Cái mẫu này kiểu của nó là form dáng áo suông và quần đây mọi người nhá, quần cặp cao. Cái quần này thì mọi người nhìn biết dáng thì nó khá là dài rồi, mình có thể mặc phong cách thoải mái như thế này hoặc là sơ vin vào nếu mà muốn dáng ôm các chị nhá. Còn mình mặc được hai kiểu ấy, tùy mọi người thôi ạ. Cái này thì em lấy cái mẫu này, nó là mẫu hàng cao cấp các chị nhá, với họa tiết màu xanh thêu rất là xinh như thế này. Cái này nó làm bằng thủ công mọi người nhá, nên là rất là đắt và kiểu nó sẽ rất là cầu kỳ, rất là lâu ấy. Nên là cái mẫu này thì đặc biệt là hàng rất là xịn luôn, từ những cái đường khuy chai mọi người nhá, rất là sắc nét này, và form quần nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái kiểu nó sẽ là cái form rộng rộng như thế này để mình mặc thoải mái. Cái màu xanh nó cũng khá là trẻ và lạ mọi người nhá, màu xanh cũng rất là đẹp đấy ạ. Này, chị nào thích hợp cái phong cách này thì em sẽ quảng cho các bạn cái này, vừa trẻ, tông màu khá là đẹp mọi người nhá, màu đẹp này, màu xanh rất là xinh luôn. Tất cả đều bằng họa tiết thêu ở đây mọi người nhá, thường là thêu như thế này thì thường rất là giá nó sẽ là cao hơn những cái giá ten bình thường.